Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Rất vui vì các bạn lựa chọn Minh Phụng là đơn vị hàng đầu cung cấp nhạc cụ chất lượng nhất dành cho người tiêu dùng. Thì hôm nay mọi người hãy đồng hành cùng đội ngũ chuẩn bị bộ trống Medley Yorum Pro, trống tambourine MT6 và số lượng lớn chân đàn đi chành đem đến An Giang. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mời các bạn ngắm nhìn sự chắc chắn trong đóng gói cũng như vẻ cứng cáp của thùng trống Yorum này nha. Đây là vài thông tin cơ bản của trống mà các bạn không nên bỏ qua. Bên trong thùng Yorum Pro sẽ có một tấm thiệp sang trọng từ nhà sản xuất Medley, bao gồm sách hướng dẫn sử dụng và sách hướng dẫn lắp đặt cùng 12 hộp phụ kiện trống, sẽ là bộ khung U-Bend, các trống và dây kết nối. Mình đã làm video hướng dẫn chi tiết về thiết kế và hướng dẫn lắp Yorum Pro ở trên kênh. Anh em hãy vào mục tìm kiếm để tham khảo nhé. Bên cạnh trống nhà Medley còn có sự xuất hiện của những bộ trống tambourine Yamaha MT6. Trống lắc tay này có thiết kế nhỏ gọn, viền bằng inox chống gỉ, mặt chống bằng mica cao cấp căng đều, thích hợp với nhiều loại nhạc như cổ điển, dân gian, pop rock. Thùng chống đang được hai bạn nhân viên tiến hành bọc ni lông bảo vệ các mặt của sản phẩm. Đây là những nhạc cụ chuẩn bị cho chuyến đi đến chành hôm nay của team đã hoàn tất, bao gồm chống Yorum Pro, chống tambourine của nhà Yamaha và số lượng lớn chân đàn đã được đóng thành kiện hoàn chỉnh. Đội vận chuyển của Minh Phụng đem hàng ra để lên hai xe. Tất cả các kiện hàng được cố định ngay ngắn trên yên xe. Các anh dùng dây ràng nhiều vòng chắc chắn và siết mạnh cho việc chở hàng được an toàn và nhanh chóng. Xuất phát thôi. Các bạn đang cùng với đội giao hàng lăn bánh trên những con đường đầy nắng gió với những tòa nhà cao san sát nhau, hàng cây thưa lá đến chành rồi mọi người ơi. Hàng được các anh đưa cho nhà xe chuyển vào trong những kiện hàng to vào thùng tải, chân đàn chống tambourine và thùng đàn Yorum đã lên xe. Vậy là buổi giao hàng hôm nay đến với An Giang đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.